Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, tiểu tiện đó là một sinh hoạt rất là bình thường của mỗi người. Tuy nhiên, nếu như đi tiểu nhiều lần trong ngày và ban đêm là từ 2 cho đến 3 lần thì dường như đã là bất thường và liên quan đến một số những bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài còn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này qua phần trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Phong, là phó trưởng khoa ngoại điều bệnh viện 115. Kính chào bác sĩ ạ. Xin kính chào MC, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện ngày hôm nay, kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chương trình nhé. Bắt được tay giả mày. Hết chưa? Ui con mà. Ủa con hả? Ủa Đạt, nào giờ mày thù anh lắm à Đạt? Cái gì? Mẹ sợ hở rồi bị chùm anh, mày quánh với con không đẻ vậy Đạt? Mẹ với ba thôi, chợ nghe lục đục. Có ba quánh chứ. Ba, thiệt bây giờ con nghi ngờ không biết ba có phải ba ruột con không nữa. Cái mùi của con nó đậm đà như vậy, ba ngửi không ra sao mà ba quánh con quá trời. Trời ơi trời, ba đi rình ăn trộm, ba lo ngửi mùi nữa hả? Mà làm đêm ban hôm mà anh làm cái gì lục đục vậy? Bữa ăn trộm em với ba mới bàn cái quạnh chùm đầu dớp. Ừ. Lý do khó nói. Khó nói cái gì, cứ nói đi rồi ba với lại mẹ mày nó lo nó tính giúp cho. Cái gì vậy? Đi tiểu mà làm nguyên cái live show vậy luôn á. Gần đây nữa ba tự nhiên bị vũ diện biết nha, mà ban đêm nha đi cũng phải từ 3 đến 4 lần, rồi còn ban ngày đi cả chục lần luôn nghe. Mà mắc một cái là phải đi liền lập tức nha, không kiềm chế, không kiểm soát được. Anh cũng phải coi những cái bộ phận máy móc coi ổn không vậy tự nhiên. Máy móc thì không có vấn đề. Đi khám bàng quang chưa? Khám chưa. Nhưng mà cái vụ bàng quang mà ba nói thì chưa. Chưa hả? Con sợ khám xong con bị bàng quang thì không dám khám. Ba nghi là con có thể bị mắc cái bệnh mà gọi là rối loạn tiểu tiện, mà nó là cái hội chứng của bàng quang tăng hoạt OAB. Trời ơi, có cái bệnh đó nữa hả? Trời ơi, có xong có. Sao tự nhiên ba biết có vẻ rành quá vậy? Cái bệnh này có cái gì đâu mà lạ. Ba bị rồi sao? Bây giờ nhiều người bệnh lắm, bây giờ ba cũng bị bệnh. Ba bị luôn rồi. Ba trị được chưa? Trời ơi, ba đang trị bệnh bằng cách là ba kết hợp đông tây y. Cái bệnh này là phải điều trị sớm nha, và điều trị đúng nha. Chứ không thôi là nó tăng nặng là coi như là đi tiểu và không kiểm soát luôn, khổ lắm, thức đêm, thức hôm, suy nhược cơ thể. Một khi đi tiếp khách này kia đó, nghe ngồi ăn uống được chút xíu mới nói được cái vài năm ba chuyện thôi. Xin lỗi ra ngoài có điện thoại. Vô ngồi được chút xíu. Xin lỗi ra ngoài có điện thoại. Một cái buổi họp mà điện thoại cả chục lần người ta cũng hoài nghi con chứ. Mà đâu có dám nói thiệt đâu mắc cỡ. Nếu mà cái tình hợp này hoài là anh chuyển công tác luôn á. Anh chuyển qua hãng vệ sinh á. Là một chút ngày vòng vòng toilet lau quét dọn làm đó mình đi luôn. Con đó. Mình bây giờ là phải biết cái bệnh này ra làm sao. Dạ, thì dạ. Mình mới trị bệnh đúng cách được. Nên nghe bác sĩ tư vấn. Bác sĩ ơi, làm ơn tư vấn giùm em. Chứ em khổ quá bác sĩ ơi, một đêm 3-4 lần, ban ngày cả chục lần chịu không thấu. Cố gắng lên nào, mình hãy nghe bác sĩ đi. Dạ thưa bác sĩ, chứng rối loạn tiểu tiện như là tiểu đêm và tiểu nhiều lần như thế là nguyên nhân do đâu ạ? Đi tiểu nhiều lần, như thế nào là nhiều lần? Theo như những hiệp hội niệu khoa quốc tế người ta định nghĩa, đi tiểu nhiều lần, nếu chúng ta đi tiểu trên 8 lần, tiểu đêm là từ chúng ta đi ngủ đến sáng ngày hôm sau, nếu chúng ta thức dậy trên 1 lần để đi tiểu, đó là đi tiểu đêm. Còn tiểu gấp là chúng ta mắc tiểu luôn, chúng ta phải đi tiểu liền. Nếu chúng ta không cũng đi tiểu kịp thì chúng ta có thể bị xón tiểu. Thì do đâu nó bị như vậy? Thứ nhất có thể là những trường hợp sinh lý bình thường nó cũng vẫn có gặp trường hợp đó. Ví dụ như chúng ta uống nhiều nước, hoặc là chúng ta uống nhiều cái kích thích như cà phê, thuốc lá, hoặc là chất có cồn, hoặc là chúng ta ban đêm chúng ta uống nhiều nước thì chúng ta có thể gây ra cái hiện tượng là chúng ta tiểu nhiều hoặc tiểu đêm, thừa cân, béo phì. Đó những trường hợp mà làm cho chúng ta mắc những cái tiểu nhiều tiểu đêm như vậy. Cũng như là những trường hợp viêm nhiễm của đường tiết niệu, viêm màng quang, viêm niệu đạo, hoặc là những bệnh lý sỏi, bệnh lý u bướu ở trong cơ thể chúng ta. Và thường gặp nhất đó là cái màng quang nó tăng kích thích, màng quang chưa có đầy nước tiểu mà màng quang nó co bóp, nó làm cho chúng ta cảm giác mất tiểu và chúng ta phải đi tiểu. Đó, chúng ta gọi là màng quang tăng hoạt OAP, overactive bladder, tức là màng quang tăng hoạt tính. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm đi tiểu nhiều lần không chỉ ngày mà cả đêm, chức năng thận thì bình thường, không có mắc bệnh lý về tuyến tiền liệt hay là bị viêm nhiễm, vậy có phải là do bàng quang tăng hoạt OAP hay không? Cái bàng quang tăng hoạt OAP đó là một hội chứng, nó có thể là biểu hiện của những cái bệnh khác nhau. Dạ. Chúng ta để biết chính xác là chúng ta bệnh gì thì trước nhất là chúng ta nên gặp đến bác sĩ chuyên khoa. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có phương pháp điều trị nào hiệu quả đối với triệu chứng bàng quang tăng hoạt OAB ạ? Phải điều trị cái bệnh nền, bệnh gốc, cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh đó. Điều chỉnh lối sống thì chúng ta thay đổi cái lượng nước uống vào,
tức là cà phê, thuốc lá, rượu, chè, chúng ta phải hạn chế cái đó. Phải điều chỉnh cái cân nặng hợp lý, đừng có để thừa cân. Chúng ta tham gia tập thể dục, thay đổi cái trương lực của cái cơ, giúp cho cái cơ sàn chậu đó dẻo chắc, mạnh khỏe hơn, để điều khiển cái động tác đi tiểu chúng ta. Mất tiểu chúng ta không phải đi tiểu ngay. Tây thì có những nhóm thuốc chủ yếu là nó làm cho bàng quang không có bóp. Đó là những nhóm thuốc mà nó anticholinergic hoặc là antimuscarinic, nó làm cơ bàng quang nó giãn ra, nó giảm cơ bóp, là sẽ làm giảm cái triệu chứng đi tiểu của chúng ta. Tuy nhiên thì cái thuốc này nó cũng có nhiều tác dụng phụ, khô môi rồi rất là khó chịu, nhưng mà khô miệng chúng ta uống nước nhiều lại đi tiểu nhiều, có thể gây ra táo bón. Thậm chí chúng ta có thể phẫu thuật, ta mở rộng cái bàng quang ra, mở rộng cái bàng quang để cho nó giảm cái áp lực hàm cơ bóp đi. Song song với phát triển của cái thuốc tây thì có cũng nghiên cứu những cái thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ thảo dược, nó có nguồn gốc từ hạt bí đỏ, bí bô, mầm đậu nành đó, có tác dụng rất là phù hợp để điều trị cái chứng bàng quang tăng hoạt. Và bây giờ xin mời bác sĩ sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với lại một khán giả. Và bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật cùng kết nối ạ. Xin bác sĩ nêu rõ hơn về hiệu quả cách sử dụng hạt bí đỏ và mầm đậu nành để chữa bệnh rối loạn tiểu tiện. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Phùng đã gửi câu hỏi đến chương trình. Khi mà khoa học phát triển lên thì người ta mới phân lập chiết xuất ra, người ta thấy trong cái hạt bí ngô nó có cái hoạt chất là cái phenolic, giúp cho bàng quang nó thư giãn, nó giãn ra, nó tăng cái độ đàn hồi, nó không có bị kích thích. Thành ra nó rất hiệu quả trong điều trị trong cái chứng bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra người ta cũng phân lập trong cái mầm đậu nành đó, nó có cái chất isoflavon. Cái chất này nó làm cho nó tăng cái trương lực của các cơ nâng đỡ, nó làm cho chúng ta kiểm soát cái dòng tiểu chúng ta tốt hơn. Những nhà khoa học bên Thụy Sĩ người ta phối hợp hai cái chất này lại, nó tạo ra một cái sản phẩm gọi là Golet. Tác dụng nó làm cho giảm co thắt của cái cơ bàng quang, đã làm cho nó tăng cái độ đàn hồi, giúp cho bàng quang chứa đựng nước tiểu nhiều hơn, nó giảm co bóp, nó giảm cái số lần đi tiểu. Cái thứ hai nữa, Golet nó làm cho đảm bảo cái tính toàn vẹn, tính khỏe mạnh của hệ thống thần kinh cơ, nó kiểm soát cái động tác đi tiểu của chúng ta. Golet này đã được ứng dụng điều trị cái chứng bàng quang tăng hoạt B, có rất nhiều nghiên cứu nói về cái hiệu quả của Golet in trên những cái tạp chí y học uy tín trên thế giới. Mình đơn cử một cái nghiên cứu tiến hành ở Hàn Quốc, khoảng 120 người thì người ta chỉ ngẫu nhiên ra làm hai group, hai nhóm bằng nhau, nhóm là 60 người người ta cho điều trị với cái Golet, một nhóm còn lại điều trị bằng giả dược. Giả dược tức là nó không phải là thuốc. Thì sau uống một thời gian 12 tuần, tức là khoảng 3 tháng, đối với cái nhóm mà người ta cho uống cái Golet đó, thì 96% bệnh nhân UAB nó có cải thiện rất là đáng kể về những cái triệu chứng. Cụ thể là trước đó là tiểu khoảng 2-3 lần, nhưng mà sau 12 tuần tiểu có thể không đi tiểu đêm hoặc chỉ một lần. Về hiệu quả trên cái triệu chứng mà tiểu gấp, ngày mình đi tiểu nhiều lần nhưng mà có khoảng 8 lần mà đi tiểu gấp, thì sau khi sử dụng đó thì chỉ còn khoảng 1-2 lần thôi. Lời khuyên cho người mắc rối loạn tiểu tiện: để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát nhanh chóng và hiệu quả, duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế uống rượu bia, cà phê, nước uống có ga, dưới tinh thần thoải mái, giảm lo lắng, căng thẳng và stress, luyện tập bài tập Kegel giúp tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, kiểm soát hoạt động tiểu tiện hiệu quả. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Golet từ Thụy Sĩ, gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng giúp giảm tình trạng co bóp liên tục của bàng quang, ổn định hệ thống thần kinh cơ, kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sự dẻo dai của nhóm cơ sàn chậu, nâng đỡ bàng quang, từ đó giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam giới và phụ nữ. Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta quay trở lại với câu chuyện để xem rằng các nhân vật sẽ giải quyết tình huống ra sao nhé. Cảm ơn bác sĩ. Nghe bác sĩ tư vấn xong là con thấy mình có những cái triệu chứng đúng là cái bệnh mà bàng quang tăng hoạt OAB rồi ba ơi. Đúng quá luôn. Nhưng mà bác sĩ nói mình mà điều trị kết hợp giữa Đông Tây Y thì kết quả rất là cao. Nhưng mà muốn điều trị cho nhanh, hiệu quả, rút ngắn cái thời gian điều trị bằng thuốc Tây Y như là giảm tác dụng phụ của thuốc Tây, thì mình nên kết hợp cái sản phẩm hỗ trợ điều trị được chiết xuất từ thảo dược. Nhưng mà ba ơi, thị trường bây giờ nó trôi nổi nhiều cái mặt hàng khác nhau. Làm sao mình biết cái nào nó thật sự là nó đúng, rồi nó phù hợp với mình, giúp cho mình trị được cái bệnh này hả ba? Trời ơi, yên tâm, chờ ba chút xíu. Gì ba? Sao hay quá vậy? Ba giống như là Doraemon vậy đó. Có liền hả? Người đồng cảm, Doraemon xuất hiện. Doraemon. Đây. Dạ thưa Doraemon, đây là sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược à? Đúng rồi Doraemon, đây là sản phẩm có thành phần Golet từ Thụy Sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
À, con dùng đi. Dạ. Vậy là anh trai tôi khỏe, vậy là đêm là ngủ ngon nhất rồi đúng không? Đúng rồi. Quý vị thân mến, và chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Rất mong rằng sẽ nhận được thư từ đóng góp ý kiến của quý vị. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến số đường dây nóng hoàn toàn miễn cước. Phần tư vấn giải đáp sẽ được chúng tôi gửi đến cho quý vị qua những chương trình sau. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Cái này thuốc để mà chị rối loạn tiểu tiện của chị đó. Tới nhị mà đẹp đẽ sao mà lại lại. Bỏ xuống liền lập tức. Nghĩa? Tôi nói vô trễ một cái là chị bưng cái chén này chị uống rồi đúng không? Thuốc có sao đâu. Chị biết rõ nguồn gốc nó không? Uống vô một cái tiền mất tật mang như chơi. Nói chị quan mai nghe. Cỡ năm tháng nay cái bụng dưới nó tưng tức. Trời ơi, bà mắc tiểu là phải tiểu liền chứ không có kiềm chế được. Em nhờ bác sĩ tư vấn cho chị để chị hiểu rõ về cái bệnh của mình như thế nào.